xin chào mọi người. Hôm nay thì mình ghé đến cái con đường tuyến đường Tân Hòa Đông. Đây là địa chỉ 158 Tân Hòa Đông. Đây có cái tàu phá lấu khá là hấp dẫn. Đây là phá lấu bò, phá lấu heo và gà vịt chiên này. 158 Tân Hòa Đông. Ở đây thì thấy khá là bán khá là đa dạng. Hai cái tàu phá lấu khá là to để ở trên cái vỉa hè luôn. Tuyệt vời. Bây giờ là chiều cho nên là khá là nhiều khách đứng để bắt đầu mua. Ở điều đặc biệt là mình thấy cái thao phá lấu này người ta trang trí khá là bắt mắt luôn. Có những cái hành ở kia nữa mình thấy rất là thích luôn đó. Đây là phá lấu gì đó chị? Đây phá lấu heo, còn kia là phá lấu bò. Phá lấu heo này là bán ký bao nhiêu chị? Ký 300. Phá lấu heo thì ký 300 nhiều rồi. Đây, thấy người này mua nửa ký là 150 đi. Này là nửa ký 150. Khá là ngon luôn, trang trí rất là đẹp luôn. Tàu phá lấu nhìn thấy rất là thích. Đây chị cắt ra trên cái khăn luôn, đủ đúng nửa ký rồi. Ở đây có cải chua nè, phá lấu có thêm cải chua nữa hả? Ờ hay ha. Ở các chỗ khác thì phá lấu thì mình thấy không có cải chua, ở đây thêm các phần cải chua nữa. Vậy là tính ra là cái giá này cũng khá là rẻ, ví dụ như so với cái phá lấu bò ở trên chợ lớn á, thì có giá là 600.000 một ký mọi người. Đây là nhưng mà nó chỉ là phá lấu thôi, đây thêm cái phần cải chua nữa nè, thì bán đây 300.000 khá rẻ. Phá lấu ở cái chợ Bình Tây, chợ lớn thì được coi là cái phá lấu cái giá mắc nhất ở Sài Gòn này, bán với giá 600.000 một ký. Rất là cũng so với những cái so với những chỗ khác thì nó mắc khoảng là một nửa hay một nửa. Đi trên đường Tân Hòa Đông mình rất là ấn tượng với hai cái tàu phá lấu mà đặt ở trên cái vỉa hè luôn. Đây là cái thau phá lấu bò này. Ở ngoài nha, mình nghiêng cái camera mọi người thấy là ở ngoài cái xe nó đã chạy trên đường Tân Hòa Đông, 158 Tân Hòa Đông. Đây là phá lấu bò. Cái phá lấu bò đây thì có giá nó có khác cái phá lấu heo không chị? Cái nào cũng là 300.000 một ký cả. 300.000 một ký cả. Giờ là nó đồng giá với nhau. Mấy giờ là bắt đầu ra đây bán gì ha? 5 giờ là bán. Bán thì nó mua gì? 5 giờ là bắt đầu hàng là bộ lòng. 5 giờ là bắt đầu bán. 5 giờ. Thường bán mấy giờ là mình nghỉ? 5 giờ tới 11 giờ. Bán rất là muộn luôn, tới 11 giờ đêm mới nghỉ rồi. Ai có ăn thì ghé 158 Tân Hòa Đông. Thấy hai cái tàu phá lấu rất là to và rất là ngon luôn. Vừa bán ở đây chắc cũng lâu lắm rồi ha. Hết rồi thì lại bỏ thêm vào. Đây
đây có cái bộ phận của phá lấu heo là nó gồm có gì chị? Cũng là bao tử rồi hả? Bao tử, tứ linh, ruột, lỗ tai. À, ruột, lỗ tai. Hấp dẫn quá à. Ở đây chị bán khá là nhiều món, ngoài hai cái thau phá lấu này thì có bán gà vịt cút rồi nữa. Rồi các cái bộ lông của gà vịt đó ha. Bộ lông đó thì giá làm sao? À, một bộ là 25 ngàn. Cút cái gì? Cút máy là con 25. Con 25. Ủa, vậy là nó phân biệt cút máy, cút trống rồi hả? À, cút trống là to hơn hả? Cút trống nó nhỏ hơn. À, nó nhỏ. Dạ. Dạ là nó có giá cao hơn ha. Ồ, dạ là đây con máy nó có giá hơn con trống nha mọi người, đừng có nhầm lẫn. Lớn chứ hay là cho có trứng nữa. Dạ đúng rồi. Mỗi con chục 120. Dạ. Chiên có lấu thì cũng được. Đầu dịch 3 cái 50. Đầu gà 3 cái 20. Đó, đó đầu dịch với đầu gà. Dạ. Rồi có đùi gà cái 30 nữa. Đùi gà thì 30 một cái. Đùi gà có kèm theo có phao câu luôn à. Đi buổi chiều đi về mà nhìn thau phá lấu nó bốc mà khói lên dài, nó thơm, mùi thơm ngào ngạt, chịu thấy nổi luôn rồi. Rất là thơm luôn. Ở đây mình chỉ bán mang về thôi ha. Ở đây chỉ bán mang về thôi chứ không có bán ăn ở đây luôn. Bán mang về thôi. Dạ. Ở đây là ruột già hả chị? Chắc thấy sướng quá. Chưa hết là mình bắt đầu chăm thêm vô. Hết là chăm thêm vô. Đầy quá, múc nó đấy. Thôi, tao phải láo đèn đút luôn. Chấm với bánh mì thì đúng là không còn gì bằng luôn. Ở Sài Gòn cái món phá láo nó khá là đặc biệt á, nó rất là thơm. Người ta mỗi nơi có một cái công thức riêng của mình để chế biến và không ai giống ai cả. Nhìn thì nó vốn là được làm bằng nào từ nội tạng của bò heo, nhưng mà cái vấn đề là cái công thức chế biến của mỗi người nó khác nhau, tạo lên cái hương vị khác nhau, nó không có giống nhau như vậy.
mấy con cút ra, cút thì cút mới 25.000 một con đó, có trứng luôn. Ồ, khá là hấp dẫn, ngon. Đây là cái món cũng khá là đặc biệt ở đây luôn đó, mọi người nhìn đã nhận ra là cái món gì ạ? Đó, phao câu gà. Đây là phao câu gà. Quay một cái góc nó xa hơn để mọi người nhìn thấy được cái pha tàu pha lấu ở trên đường Tân Hòa Đông nó to như thế nào. Ở 158 Tân Hòa Đông, hai tàu pha lấu khá là lớn để đặt trên cái vỉa hè luôn, khá là tuyệt vời. Bây giờ là khoảng là hơn 5 giờ, chưa được tới 5 giờ, gần 5 giờ rồi. Thì người ta đi làm về trên con đường này cũng khá là nhộn nhịp, thì bắt đầu cũng là cái thời điểm người ta bán nhiều. Như đây nó có nước dừa đó ha, cốc dừa thơm, nó thơm mùi nước cốc dừa rất là thơm luôn. Nói chung là có lóng bò thì cái nước cốc dừa thì không thể thiếu được, nó tạo nên mùi thơm và ăn nó béo, nó rất là ngon. Và cái video mình tìm hiểu hai cái phao pha láo trên đường Tân Hòa Đông chắc là kết thúc tại đây nha mọi người. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi trong số buổi. Nếu ai mà tiến đường ở pha láo thì hãy ghé đây và thưởng thức nha. Ở đây thì bán đem về mình nói làm tặng nữa, giá cái loại này, hai loại này như nhau, pha láo bò cũng như pha láo heo đều 300.000 một ký, và chỉ bán mang về thôi, không có ở đây không có không gian để ăn, cho nên là ai ghé mà muốn mua thì mua về nhà thưởng thức nha. Chắc mình kết thúc cái video tại đây.